Lãnh đạo cơ quan điều tra Bộ Công an khẳng định thông tin cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, tự tử là không chính xác. Đây là thông tin được cung cấp tại họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của lực lượng Công an Nhân dân. Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, cho biết thông tin cho rằng ông Nguyễn Thanh Long và ông Nguyễn Quang Tuấn tự tử là hoàn toàn không chính xác. Hiện hai bị can này đang được thực hiện chế độ giam giữ theo đúng quy định của pháp luật, tâm lý và tâm trạng của các bị can bình thường.